Tình hình đó là rất là tình hình ha. Đang đợt làm từ thiện nhưng mà thiếu tiền để mua sách vở, mua thêm vở cho cái đợt từ thiện ngày 25, 26, 27, tức là trung thu của ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 8 để làm quà trung thu ở trên Đà Lạt. Cho nên là lục lại thấy có được một số nhẫn, còn lại một số nhẫn phong thủy, nhẫn tỳ hưu, nhẫn đá phong thủy cát mệnh cho nam mạng, coi đem lên đây thanh lý, có anh chị em nào ủng hộ để mình lấy tiền mình đi làm từ thiện. Thì nhẫn phong thủy thì mọi người cũng đã biết rồi ha, thì thường thì mình làm tỳ hưu. Thì đó, đây là nhẫn tỳ hưu đá ruby, đây một chiếc nhẫn rất là đẹp đó, tỳ hưu ngậm đồng tiền. Nhẫn này thì để dành chiêu tài, và thường thì nhẫn này thì sẽ đeo vào ngón giữa mà quay con tỳ hưu ra ngoài như thế này nè. Mọi người thấy đẹp không, quá đẹp luôn. Có anh trai nào mà ni tay cỡ này chắc là 19, 19 nè, thì thỉnh con này về đi. Con này là trước mình đeo nè, nhưng mà bây giờ là mình hết tiền rồi, đi làm từ thiện thiếu đạn, cho nên là sẽ ưu tiên cho anh trai nào thỉnh ha. Đây thêm một chiếc nữa nè, đây là kiểu này là kiểu mới, có hai đồng tiền hai bên. Kiểu này là cũ tại do là mình làm rồi mình đeo, còn kiểu này mới. Hình như chiếc này thì rộng, chiếc này chắc size 21, đi tay chắc 21, là đeo rất là đẹp. Có chị nào muốn mua cho các anh trai? Cái người đeo ruby thì thường là phải là mệnh hỏa hoặc là mệnh thổ, chứ không thể là mệnh thủy đeo được ha. Còn mệnh thủy thì nên đeo mấy chiếc này đá aquamarine. Mệnh thủy đeo đá aquamarine thì cực đẹp. Thợ vàng của mình làm cũng rất là chắc chắn. Thường thì mình bán là chủ yếu là viên đá thôi, viên đá này thôi, chứ còn vàng là theo thời giá, và bằng bao nhiêu thì theo thời giá. Mọi người thấy đeo đẹp không, quá đẹp luôn, lung linh luôn, đeo lên cái khác biệt luôn. Thì thường á là bàn tay của mình mà bị hở chỗ này nè là sẽ bị không có giữ được tiền, cho nên là đeo cái này vô chấn để là lấy giữ tiền. Mọi người thấy chưa, quá đẹp xuất sắc, vàng làm cũng đẹp nữa. Còn đây là một viên cũng đá aquamarine, nhưng viên này là viên trơn. Thì thường các anh nào mà người công giáo á, thì là không thích đeo tỳ hưu, thì đeo mấy viên trơn này. Mọi người thấy đẹp không? Thì cái này là do là dành cho người hành kim hoặc là hành thủy, cho nên là mình đeo kim luôn. Đây bằng vàng trắng, rất là đẹp. Nhìn là muốn đeo rồi. Còn đây là một viên đá hành mộc, cũng là tỳ hưu hành mộc đó. Cái người này mà cho người nhâm tý đeo là đúng bài luôn nè, vừa hành mộc có rồng nữa nè, thân tý thành tam hợp đeo vào quá đẹp. Đá này thì đá dạ minh châu, đá này thì vào ban đêm thì nó sẽ phát sáng, vào chỗ tối thì nó sẽ phát sáng. Mọi người thấy đẹp không? Các anh nào muốn ủng hộ, vàng đang có chiều hướng đi xuống rồi, cho nên anh em nào ủng hộ thì xin ủng hộ ha. Mình lấy tiền để mình mua ít thêm ít quà để cho cái đợt từ thiện sắp tới, do là có một số chị hứa, nhưng mà cuối cùng thì vì một số lý do không có hoàn thiện được, cho nên là mình phải tự lực. Đó. Đây thêm một con này là con tỳ hưu đá thạch anh tóc vàng, dành cho những người có mệnh kim, thì thổ sinh kim hoặc là mệnh thổ. Đó. Này, người mệnh kim đeo thổ vàng trắng quá đẹp. Thấy không? Quá đẹp luôn. Hình như tay mình đeo cái chiếc nào vô cũng đẹp hết ta, bởi vì tốn tiền quá. Đợt phong thủy này thì
không phải là chỉ có của nam không đâu. Mình lục lại mình thấy cũng còn có một số những phong thủy của nữ. Có thể là mọi người đặt rồi mình quên giao, cũng có thể là chưa có hữu duyên, cho nên là đợt này mình sẽ xả hàng. Thí dụ giống như là đây là một cái mặt hồ ly để tốt đẹp cho tình cảm, gia đạo cũng như các mối quan hệ bằng đá ruby. Cái này thì rất tốt cho những người mệnh cái này sẽ rất tốt cho những người mệnh hỏa này, hoặc là mệnh thổ, tại vì nó mang hành hỏa mà. Ruby đeo cái này thì đặc biệt là mà chưa chồng là chắc chắn sẽ có người yêu. Nếu ai muốn thì thỉnh thì mình cho mình tên, ngày tháng năm sinh mình trì chú vào là sẽ ok. Còn đây thì là một con hồ ly nữa, thì con này là đá thạch anh tóc vàng. Cái này thì đặc biệt tốt cho người mệnh kim và người mệnh thổ, tại vì nó hành thổ, tóc vàng lóng lánh, mọi người thấy đẹp không? Quá đẹp luôn, được bọc bằng bạch kim. Đây thì con hồ ly, con này thì bự hơn, con này là hồ ly củ ví hồ, tức là hồ ly chín đuôi. Cái này là mạnh hơn hồ ly thường nữa. Thì đá này thì lại là đá cẩm thạch quyết, một loại đá cẩm thạch nhưng mà là màu đỏ, cho nên là kêu cẩm thạch quyết, rất là ok. Đeo vào là đá thiên nhiên thì 100% nó sẽ lên màu và rất là đẹp. Còn con này thì hồ ly nhưng mà lại là đá sapphire. Con này là hồ ly cầm hoa hồng. Khuyết đá, mọi người thấy không? Đẹp lung linh. Con này thì được bạch bọc kim. Thêm một ông di lạc đá sapphire. Quá đẹp. Ngày di lạc đá sapphire bọc vàng 18. Mọi người ai có nhu cầu thì inbox hoặc là gọi vào cái số điện thoại hotline 0964 905730 của mình á, rồi anh trợ lý anh sẽ tư vấn thêm. Thì đợt này là chỉ có hàng này là có sẵn nha, còn mấy cái hàng nào mà mọi người phải đặt ni tay đồ này kia thì nó sẽ hơi lâu ạ. Cái này là hàng có sẵn. Thêm đây là một ông di lạc đá tụy thúy, màu xanh lá cây đậm. Ông này thì chiều nay có người thảnh rồi, người sinh năm 1987. Đẹp, ok. Ông này luôn hết luôn cả đá cả đồ luôn, không quá 10 triệu. Còn đây là một tượng di lạc, tượng Quan Âm đá aquamarine, được bọc vàng. Thấy chắc chắn không? Mọi người thấy chắc chắn không? Lung linh lấp lánh. Đeo vào rất là ổn về bổn mệnh. Đây là đá hành thủy, sẽ tốt cho những người mệnh mộc và người mệnh thủy. Nhưng mà cái này thì tốt cho người mệnh thủy nhiều hơn, tại vì nó có chấn kim, nó có trắng trong này nhiều quá, thì không nên cho đeo cho người mệnh mộc. Còn đây là một bức aquamarine nữa. Bức này thì lại được bọc bạch kim. Bức này thì mình nhớ là sẽ phải dời đi Mỹ. Nói đến mà phụ nữ thì ngoài cái trang sức đeo thì phải có là nhẫn. Đây là một chiếc nhẫn hành thổ, tốt cho người mệnh kim, đeo tỳ hưu chiêu tài. Cái này thì đeo con này thì rất là đẹp. Tay đeo vô. Chiếc này thì nhẫn ni chắc phải 18. Tay mình ni 18. Ngón giữa tay mình ni 18. Rất là đẹp, mọi người thấy không? Đây là chiếc hành thủy đá sapphire. Cũng tiếp tục là một loại đa tốt. Đeo con này thì cái này tay nhỏ, rất là đẹp. Mọi người nếu mà ai mà là người đạo chúa sợ đeo tỳ hưu thì
bị người này người kia nói phân biệt thì đây, đá phong thủy có thể làm từ hoa, làm thành hoa hồng nè. À, đeo vào, chiếc này hơi nhỏ, đeo vào đây, hoa hồng thì đeo đây, quá đẹp luôn, mọi người thấy không? Ok, đẹp, thanh tao nhẹ nhàng. À, cũng phong thủy vậy, à, đá phong thủy. Còn đạo Phật thì có thể đeo tỳ hưu nè, tỳ hưu thì nên đeo ngón giữa. Chiếc này hơi nhặt, hơi chặt đó. À, ôi chú cha đẹp nha. Tay mình thì hơi giống tay con gái một chút, nhỏ. À, mọi người mà ai có nhu cầu thì ủng hộ mình nha, ủng hộ mình nhanh tay để mình thu gom lại tiền để mà mình mua quà từ thiện trong cái đợt từ thiện trung thu mùa của yêu thương và chia sẻ này. Đó. Còn bên cạnh đó thì mình vẫn có bán vòng tay, chuỗi tay nữa, nhưng mà cái đợt này là chủ yếu là thanh lý vàng để làm chi, để lấy tiền, nói tiền nhiều chứ còn bán cái kia thì lời không có nhiều, một 200 ngàn thì không biết bán bao nhiêu sợi mới đủ tiền đi làm từ thiện. Bán cho vui thôi à, mọi người nha. Đó, mọi người thấy đẹp không? Nhẫn là bao đẹp.